ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên. Dưới mắt của một du khách chỉ đi lướt qua, không có thì giờ suy ngẫm, thì những cái quyến rũ, cái đẹp mắt, cái kỳ lạ của Huế được thể hiện. Dẫu đón mừng mà vẫn giữ được một cái gì dè dặt. Thành phố có một cái gì giấu kín, một cái đẹp tiềm ẩn, không thể trong chốc lát cảm phá ngay được. Những thanh âm thực sự quen thuộc trong những ngày rằm tháng 8 ở Huế. Trung thu là khoảng thời gian được trẻ em trong đời không chỉ để được vui chơi, bắn trái, mà còn được theo chân các đoàn lân sư rồng lớn nhỏ đến mọi ngõ ngách của thành phố. Nhìn cách thức tổ chức của một đoàn lân, chúng ta có thể hình dung đến nhiều ngành nghề truyền thống cùng cộng hưởng xưa đến nay. Một trong số đó chính là nghề làm trống. Cơ sở sản xuất trống Trường Sơn của Huế đã từng được đặt hàng chiếc trống cao đến 2,8 mét, đường kính 2,2 mét để phục vụ đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Mới thấy nghề trống của cha con nghệ nhân Phạm Chỉ Thảo đã đạt đến ngưỡng chín mùi. Cái nghề truyền thống này là nó bắt nguồn trong gia đình, là nó đi qua nhiều thế hệ, nguồn gốc là cũng từ xa xưa ông cha mình ngoài Bắc vào. Gia đình mình là làm quan năm, tức là trung thu thì mình phục vụ cho các mua lân trung thu, còn ngoài trung thu ra thì mình làm nhiều loại trống, có thể là trống chùa, trống trường, hoặc là một số mình cũng xuất khẩu qua nước ngoài. Muốn trở thành thợ làm trống giỏi, ngoài sự khéo léo, tỉ mỉ, còn đòi hỏi đồ thẩm âm tốt để xác định đồ vang, vòng của trống. Trống thường được làm từ gỗ mít bởi ít bị mủi mọt. Mặt trống làm bằng da trâu hoặc da bò. Để có một chiếc trống da hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn. Trong đó, quan trọng nhất là xử lý chất liệu da, làm tan trống, và khó nhất là bịt da trống. Về tiếng trống, mình phải biết được phân biệt và sản xuất ra từng loại trống. Trống lân thì mình phục vụ trống lân là cái âm thanh nó khác. Âm thanh nó phải thanh cao để người múa lân họ múa cho hay, cho đẹp. Còn tiếng trống chùa, tiếng trống phải trầm hơn, phải phân biệt được khác với trống gọi là múa lân trung thu. Ngày hội trung thu, Tết đoàn viên luôn là dịp để chúng ta nghe lại những ca khúc thiếu nhi vui tươi, rộn ràng. Ở Việt Nam, những người viết nhạc cho thiếu nhi ngày càng ít đi. Huế cũng vậy. Nhạc sĩ Việt Dũng là một trong số ít những người còn đau đáu với những thăng giảng dành cho thiếu nhi. Gần một đời thu âm, phổi khí, sáng tác ca khúc cho các em. Nhiều người xem ông như một kiến trúc sư chuyên thiết kế những sân chơi âm nhạc phù hợp cho lứa tuổi thơ ngây. Tại Hà Nội năm 1991 là hội diễn thiếu nhi toàn quốc, thì mình được mời với tư cách là biên tập đạo diễn và dàn dựng chương trình. Sau khi mà thực hiện chương trình xong được rất là tốt, gây ấn tượng tại Hà Nội, từ đó về sau mình gắn kết thiếu nhi luôn. Tôi đến bây giờ chỉ để khi về hưu luôn. Những sân chơi âm nhạc hiện nay cho ta thấy một thực trạng khá rõ là người lớn đang bắt trẻ em hát những ca khúc của người lớn. Nhiều người cho rằng con em họ đã chuyển gu âm nhạc, chỉ thích nghe nhạc ngoài dù không hiểu nội dung.
Nguyên nhân một phần do những ca khúc thiếu nhi hiện nay không đủ sức hấp dẫn các em. Thật ra thì đối với thiếu nhi, mỗi cái giai đoạn nó có một cái gọi là một cái sở thích, một thị hiếu khác nhau. Nếu ở Huế mình á, thì màu sắc, cái bản sắc của âm nhạc Huế rất là rõ ràng. Nếu chúng ta biết phát triển và biết nó kết hợp được cái dòng âm nhạc hiện đại, kết hợp được cái dân tộc, nó sẽ rất là tốt. Thì các em rất là thích và cảm thấy nó gần gũi với dân ca hơn, gần gũi với âm nhạc cũng nên hơn. Nhạc sĩ ở Huế, điều kiện mà sáng tác những ca khúc cho thiếu nhi, có những nhạc sĩ viết cả tập nhạc mà không ra được một đĩa CD. Mà như vậy là năm chín giấy thì cũng phổ biến được. Còn về xu hướng chung thì các em thiếu nhi á, thì không phổ biến thì các em thiếu nhi nó cũng đón nhận được tác phẩm đó. Cứ hát những bài cũ này, bài cũ kia thì nó sinh ra nhàm chán. Do các em sẽ có sự thay đổi thì bản thân mình, những nhạc sĩ phải cố gắng có những ca khúc tốt. Và những ban tổ chức và cả cơ quan truyền thông cố gắng hỗ trợ để làm thế nào định hướng cho ra một cái. Với Internet, trẻ em hiện đã có nhiều sự lựa chọn về âm nhạc. Nhưng một điều chắc chắn, ngày Trung Thu, không em nào không bị hụt hồn bởi tiếng trống rộn rã cùng những đầu lân đầy sắc màu. Trung Thu chính là thời điểm bận rộn nhất của những nghệ nhân làm đầu lân ở Huế. Một trong những cơ sở vừa làm đầu lân vừa tổ chức múa lân lâu đời ở Huế, đó chính là Thải Nghi Đường. Đoàn Thải Nghi Đường được thành lập từ năm 1937. Do cụ thân sinh tôi là cụ Hồ Văn Nghi, hiểu là Thải Nghi, lập ra gọi là Thải Nghi Đường. Trong quá trình phát triển đầu lân thì mục đích là để mà xây dựng lại một cái nét văn hóa của Huế, đồng thời cái đặc thù múa lân của Huế. Thì cụ thân sinh tôi là quy tập bạn bè, những người đam mê họ đến để thực hiện lại những cái trường đoàn và xây dựng những trường đoàn giới thiệu về nghệ thuật lân Huế. Đoàn của cụ tôi là thời vua Bà Đại, được vua mời vào cung để mà đón đại sứ và sinh nhật của thần. Và đặc thù riêng của Thải Nghi Đường, bởi vì bên mình là võ đường, cho nên cái uy lực của âm lân là phải có. Và đồng thời kỹ thuật của đầu lân bên mình là làm đa phần bằng sườn và lên lập vải, thì cho nên âm lân nó nhìn có vẻ sướng sắc và nó mạnh mẽ hơn. Thải Nghi Đường lúc nào phải có ba thế hệ lân, đen đỏ trắng. Thì có màu đen là em út, màu đỏ hoặc để màu trắng, là ba màu đỏ nó thể hiện cho cái ba đẳng cấp của âm lân. Lân Huế xưa được chia thành nhiều đẳng cấp. Lân râu trắng là của đội múa lân đã có thâm niên trên 25 năm, lân râu đỏ trên 10 năm và lân râu đen là trên 5 năm. Theo anh Sơn, một chiếc đầu lân có hồn hay không phụ thuộc vào sự bố trí màu sắc và hoa tay của người thợ. Và tất nhiên, không hề ngẫu nhiên khi những chiếc đầu lân ở Huế được khắp cả nước ưa chuộng đặt mua. Các nghệ nhân và các bậc thầy thì người ta phân tích ra được là có những dòng lân như là Ngũ Tổ, hồi xưa gọi là Lão Tướng lớn nhất, rồi sau đó có dòng Bánh Cốc, dòng Quan Ngai và dòng Phật Sơn và Hạc Sơn là những dòng lân chính. Nếu mà đoàn lân nào mà tồn tại và có một cái tức là có một thương hiệu thì phải nên đầy đủ các hệ phái lân đó. Đó gọi là hệ phái, tức là vị trí của ông lân. Tết Trung Thu ở Huế luôn rộn rã và tưng bừng dù ngày càng xa dần ý nghĩa vẹn nguyên của nó. Ẩn hiện trong đó là những con người thầm lặng, thăng trầm với công cuộc, đem đến niềm vui và nụ cười cho các em.